Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Nami đây. Như các bạn cũng đã biết thì ở video lần trước mình có giới thiệu tới cho các bạn một mẫu card 3070 đỉnh cao đến từ nhà Asus với mức giá hơn 20 triệu đồng. Chính vì lý do đó mà trong tuần này thì mình sẽ giới thiệu tới cho các bạn một mẫu card 3070 khác có cái mức giá hợp lý hơn rất là nhiều và hiện tại thì được bán tại Hà Nội Computer với mức giá là 17.799.000 đồng. Và chắc là cũng không cần phải giới thiệu nhiều thì các bạn cũng đã biết là trên bàn mình đó là một mẫu card 3070 đến từ nhà Gigabyte và bạn này thì có tên là Eagle OC. Với cái mức giá đó và cũng như là những cái gì đã được giới thiệu của nhãn hàng trước đây thì không biết là bạn này sẽ mang đến cho chúng ta những cái hiệu năng hay là những cái thứ gì đó bất ngờ hay không, thì các bạn hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì là intro. Về hiệu năng thì 3070 Eagle OC đến từ nhà Gigabyte có mức tương đương đối với 2080 Ti, và bạn này thì sẽ tập trung vào phân khúc những bạn nào đang muốn nâng cấp lên sử dụng màn ở độ chế độ 2K cũng như là chơi game max setting. Và những cái bài test về chơi game ở độ phân giải 2K max setting thì chúng mình cũng đã có rồi. Nếu như anh em nào muốn xem lại thì có thể bấm vào phần link ở dưới mô tả, chúng mình có để xuống dưới bên đó nhá. Còn nói chung là chúng ta sẽ quay sang về phần giá khi mà so sánh với các anh em khác 3070 ở trong nhà Gigabyte. Thì có lẽ là cái phiên bản này mình thấy là hợp lý nhất. Bởi khi mà so sánh gần nhất ấy, đối với bạn Eagle OC này thì chính là Eagle thì chỉ chênh lệch là 300.000 đồng thôi. Còn nếu như mà anh em xem ở các cái nhãn hàng khác ấy, thì khi mà từ không OC lên OC thì cũng phải bỏ ra một cái mức chi phí cao hơn thế khá là nhiều. Nên là ở thời điểm hiện tại mình nghĩ rằng đây là chiếc card khá hợp lý. Khi mà anh em nào muốn sở hữu một chiếc card có cái hiệu năng cao, bên cạnh đó thì giá thành lại vừa túi tiền nữa. Nói chung là rất đáng để anh em quan tâm và mua nhá. Tổng quan về mặt thiết kế thì ở phần trước của 3070 Eagle OC được làm theo kiểu hầm hố khá là bắt mắt, cùng với lại những cái đường chéo thì anh em có thể nhìn thấy ở đây. Rồi bạn này thì có kích thước khá là nhỏ gọn với chỉ 2 slot thôi, thay vì là 3 slot như phiên bản 3080. Thế nên là cùng với đó với cái chiều dài chỉ 282mm, anh em có thể thoải mái tìm cây phù hợp từ là ATX, MATX cho đến cả ITX thì vẫn có thể sử dụng được bạn này. Rồi cỡ cái hình thiết kế như thế này thì mình cảm thấy, bản thân mình cảm thấy nhá, là nó sẽ đẹp hơn với phiên bản 3080 Eagle OC. Bởi vì trên 3080 ấy thì cái phần mặt trước này bị cắt gọt đi khá là nhiều, nhìn nó không có cái sự vuông vức mạnh mẽ của một con cạc. Và có một điểm nữa mà mình thấy thích trên chiếc cạc này, không biết anh em có để ý ra không? Đúng rồi, chính là cái phần logo Eagle đằng trước này. Bạn này ở đây thì được kết hợp với lại đèn LED RGB Fusion. Ở đây thì chỉ có 12V 265 màu thôi. Và bạn này thì sẽ không được tích hợp kiểu chạy đèn LED cầu vồng lè như trên bản gaming OC. Nhưng mà nói chung là như thế này cũng khá là ok. Rồi ở đây thì sẽ có một cái tấm nhựa nhá. Ở đây là phần nhựa để có thể che ở đây và hiện cái phần LED này lên. Nhưng cái phần nhựa này có một cái nhược điểm mình khá không thích, đó chính là bám dấu vân tay và rất dễ bị xước. Thế nên là một lưu ý nhỏ cho anh em khi mà lắp card này vào máy thì anh em nên lắp kiểu dọc như mình này, không nên lắp theo kiểu ngang phông thông thường, thì kiểu thứ nhất là vừa dễ xước, thứ hai là không nhìn thấy được toàn bộ cái vẻ đẹp của chiếc card này. Đó là những cái điểm mà mình cần lưu ý thôi. Còn về phần backplate thì vẫn như thông thường là một tông màu đen, rồi có logo, ở đây có logo Eagle, logo của Gigabyte. Bên cạnh đấy là có một điều, đó chính là cái ô vuông lỗ hổng này. Không biết là anh em có để ý hay không, thì cái này đã được Gigabyte làm rất là nhiều lần ở trên các phiên bản khác rồi. Thì cái này có cái mục đích ở đây là gì? Đó chính là hỗ trợ cái việc thông gió thẳng trực tiếp ra ngoài để chúng ta có thể tản nhiệt tốt hơn. Đó là về tổng quan của phần thiết kế của chiếc card này. Về phần các cổng kết nối thì em nó được trang bị hai cổng DisplayPort, hai cổng HDMI, một cổng cấp nguồn 8 pin và một cổng cấp nguồn 6 pin. Công suất nguồn yêu cầu đối với bạn này là 650W và thực chất thì với bấy nhiêu thôi cũng đã đủ cho một em cạc màn hình khủng rồi. Nhưng mà bản thân mình thì vẫn khuyên các bạn là nên sử dụng những cái nguồn 750W trở lên và nhớ là phải đạt chứng chỉ 80+ nhá, để có thể cung cấp nguồn điện đầy đủ trơn tru mượt mà cho toàn hệ thống của chúng mình. Hệ thống làm mát của 3070 Eagle OC này thì có tên là WinFox 3X với gồm có 3 quạt ở đây. Và 3 chiếc quạt này chỉ quay khi mà các bạn làm việc công việc nặng này hay là chơi game, để đến khi mà cà chuột chúng ta nóng trên 50 độ C thôi thì mới quay. Và như các bạn có thể thấy ở đây thì chúng mình cũng có một cái bộ test demo đang chạy Fusion để có thể cho các bạn biết được là em ấy chạy thì nó sẽ đẹp ra sao. Thế nhưng mà nhìn vậy thôi chứ bản thân mình này, các bạn thấy không, ngồi đây này, cả một cái hệ thống như này nó phả nhiệt vào đây và chắc chắn chỗ này cũng phải hơn 50 độ C rồi thì quạt nó mới quay như thế này. Nên là lúc nào cũng phải có
một hộ vệ đằng sau để quạt. Nói chung là cuộc sống mà. Ở đây thì Gigabyte có thiết kế 3 quạt chạy ngược chiều nhau, trong đó thì 2 quạt bên ngoài sẽ cùng chiều, còn quạt ở giữa thì sẽ chạy ngược chiều với 2 quạt còn lại. Với cái thiết kế như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta có cái hiệu năng làm mát cũng như là điều hòa gió tốt hơn, và tránh tình trạng đó chính là khi mà chúng ta loạn gió trong khi tản nhiệt. Cái thiết kế này thì cũng đã được Gigabyte làm một vài năm trước đây rồi, và nó hiệu quả đến cái mức là anh em cũng có thể biết một số nhãn hàng đối thủ thì cũng đã copy, nhưng mà nói chung là đổi một cái tên khác mà thôi. Bên cạnh đó thì ba cái quạt gió này thì sẽ thổi gió thẳng trực tiếp xuống cái phần tản nhiệt dày 2 slot đằng sau, mà ở đây thì chỉ có 4 ống đồng dẫn thẳng trực tiếp vào GPU thôi, nên là hiệu năng làm mát của bạn này thì thực sự là sẽ không bằng các đàn anh của mình là Gaming OC hay là Aorus Master. Và ở đây thì mình cũng thử nghiệm với BodyMap Pro Royal thì mức xung tối đa mình ghi nhận được là 1980 MHz, và ổn định ở khoảng từ 1920 tới 1935 MHz. Nói chung là cao hơn một chút so với mức 1905 và 1980 MHz của nhiều phiên bản Founder Edition. Nhưng do dùng tản 2 slot và chỉ có 4 ống đồng tiếp xúc GPU, nên nhiệt độ của chiếc 3070i của GOC này không thật sự mát mẻ khi mà chạm ngưỡng 67 độ C dù đã đặt ở Pen Table. Và quạt ở đây thì cũng quay ở tốc độ khá gấp tới mức là 2000 vòng trên phút, nên là tiếng kêu phát ra có thể là dễ dàng nhận thấy trong những buổi đêm, còn ban ngày bình thường thì không rõ cho lắm. Bên cạnh đó thì mình cũng thử nghiệm ép xung, và mức xung ổn định tối đa là thêm 100 MHz nữa, và mức hiệu năng ghi nhận thêm được tầm 3%. Nhưng mà nói chung là với cái thời gian và công sức bỏ ra để ép xung mà chỉ nhận được khoảng tầm bấy nhiêu thôi ấy, thì mình nghĩ là thôi anh em cứ dùng một cái mức mặc định đi để đỡ phải mất thời gian cũng như là đau đầu giống như chúng mình. Nếu như nói về hiệu năng trên giá thành thì có lẽ là những chiếc card ở phân khúc phổ thông như là Eagle OC đến từ Gigabyte thì sẽ luôn là cái sự lựa chọn tốt nhất đối với các bạn, bởi lẽ là giá thành thì hợp túi tiền, bên cạnh đó thì hiệu năng cũng gần tương đương với các phiên bản đỉnh cao khác như là Aorus Xtreme. Mà nói thật là khi mà các bạn chỉ ở sử dụng ở mức bình thường thôi thì cũng có lẽ là sẽ không nhận ra được sự khác biệt giữa hiệu năng của các dòng đâu, nhưng mà bên cạnh đó bù lại thì với cái mức giá 18 triệu đồng như thế này thì nhãn hàng cũng đã lược bỏ tất cả những cái tính năng ăn chơi khác, mà chỉ để lại chúng ta duy nhất đó chính là một chiếc card thông thường với lại đèn LED phổ thông và gọi là tản nhiệt cũng ở mức chấp nhận được. Nhưng mà bên cạnh đấy, nếu như anh em nào đang xem video này mà lại có rủng rỉnh túi tiền hơn mà vẫn thích những cái sự ăn chơi xịn sò như kiểu là đèn LED lập lòe rồi tản nhiệt tốt rồi màn hình LCD các thứ, thì ok, tất cả những cái card ở phiên bản cao cấp hơn như là Aorus Master thì vẫn luôn chào đón anh em ở mức giá gần 20 triệu đồng. Nhưng mà mình nói xin nói lại ở đây là hiệu năng thì cũng không chênh lệch nhau nhiều đâu nhá, chính xác là như thế. Còn đây, chốt lại ở video này thì anh em thấy sao? Nói chung là anh em sẽ thích một chiếc card với cái hiệu năng hợp lý rồi tiền thì vừa túi, hay là những cái thứ mà cần xịn sò ăn chơi hơn để kiểu theo trend, thì có thể cùng comment xuống phía bên dưới để chúng mình được biết đấy nhé. Còn bây giờ thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho chúng mình ra những video tiếp theo. Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.